nay là ngày thứ hai mình ở Cao Bằng các bạn. Qua tôi vừa tới đây thì nói chung là ngày hôm qua là nguyên một ngày mưa luôn á. Và hôm nay thì coi thời tiết cũng vậy các bạn, do là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới á. Sáng nay mình sẽ ăn sáng tại khách sạn, xong mình sẽ đi thác Bản Dốc và sau đó mình sẽ đi đậu Ngườm Nhau nha. Bây giờ mình ăn sáng xong mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cái thác Bản Dốc nha. Xôi ở đây là lạ lắm không con? Xôi nước than với nước cẩm mà cái hạt nếp á, ngon. Phải như mình to, cái hạt nó to, hạt nếp to. Các bạn, bây giờ mình đã tới động Ngườm Ngao trước nha các bạn. Động Ngườm Ngao là có ngườm có nghĩa là động, còn ngao là hổ đó. Rồi mình đi vào tham quan nha. Xin mời các bạn. Mưa mày đâu rồi? À, ủa sao không bật đèn vàng vàng cho đẹp ha? Bật đèn vàng vàng là nhìn nó lên giống như nhìn nhũ nhũ á. Đây đẹp nè anh Nhâm. Nhưng mà đây là miếu mà có đèn vàng nó đẹp hơn á. Ở đây đẹp á. Rồi, bên đây trước, bên đây đang vắng nè. Hai cô chú ra, các em vô. Động này giống hồi cái một hồi trước mình có đi Vịnh Hạ Long á. Mình cũng mua vô cái hang động cũng giống vậy nhưng mà có đèn đẹp hơn. Đèn nhiều lắm, đèn vàng á. Ở đây bắt đèn trắng không à. Đây. Đây, ok. Mấy cái vách đá mà nước coi như là chảy nó mòn mà coi như nó là tạo thành những cái hình thù rất là đẹp đó các bạn. Nước suối á. Ở dưới này có cái khu mà động mà có đèn vàng nữa, đẹp lắm nè các bạn. Đoàn mình chỉ còn hai em đi sao hả? Nhưng mà hồi dưới cô chú nữa, đúng rồi. Căng ha. Có đường đi lên tới mấy cái bảng nữa. Ở đây đẹp rồi chị, nãy chị chụp cái hai. Đâu rồi cái điện thoại, ném cái đâu rồi. Mình canh góc thử coi. Đây đẹp nè. Thôi. Trời ơi, này đẹp quá ha, giống chụp lên tấm này đẹp quá ha. Như trong bên Trung Quốc mà có cái mà nước bên Trung Quốc thì nó sẽ xanh hơn. Cái đó gọi là gì, lúc mà mình đi đi Lệ Giang lên chỗ núi Tuyết Ngọc Long á, rồi sau đó gọi là cái gì tự nhiên cái quên rồi. Mà chỗ đó cũng giống vậy nè, nước chảy xuống vậy nè. Suối á, đẹp quá ha. Để nhớ lại coi. Rồi. Mình cũng xuống không được luôn á. Do là ây da,
Ở đây nước nó chảy nó tạo gì luôn hết ta. Đây mình phải chung qua hai nha các bạn. À cái chỗ nãy nè. À mấy cái nhũ kìa. Đẹp chưa? Đây nào cũng đẹp lắm luôn anh. Cái bậc thang đi mà cho vừa đá mà vừa đất nữa, nó tạo hình thù rất là lạ luôn các bạn. Cảm nhận mình khi nào mình thích thưởng thức cái gì mà nhỏ không mình. Trời ơi, nước suối trong khe luôn á, mát lạnh luôn. Lối ra của mình nè các bạn, có một cái lối đi khá nhỏ, nhỏ xíu luôn. Chỗ này đẹp nè. Cái tảng đá này mà coi như là nhũ ánh kim luôn á, đẹp quá trời luôn. Không có phải gắt kim tuyến nha các bạn. Bắt đầu kêu ai gắt kim tuyến. Đẹp quá à, chụp đeo một tấm đèn. Phía trên có một cái hang thông ra ngoài trời luôn nữa các bạn. Ở trong động nè, mà ở trên lại có một cái hang. Mà thoáng. Giờ mình sẽ đi ra khỏi hang động các bạn, mình sẽ vào một đường và ra một đường. Hay mệt. Sao đông thế? Cái chỗ trên đường mà đi quá trời lúa chín luôn ha, đẹp quá trời luôn. Bữa hôm qua Hà Giang thiệt á, bữa hôm qua bên bây giờ mình đã đến thác Bản Dốc rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vào tham quan nha. Thác này rất là hùng vĩ nha các bạn. Đây nè, chút ra mình chụp xong. Đây, xa xa các bạn có thấy không? Thác Bản Dốc là phía trước đó các bạn. Mình sẽ đi vào nha. Quá. Hai bên đường nè. Bán rất là nhiều đồ dân tộc á. Qua đây cho nó đỡ mưa. Đứng trước thác Bản Dốc rồi các bạn ơi. Đẹp chưa? Hùng vĩ chưa? Ồ cái nước á,
nước khác chảy trắng xóa luôn, mà có một cái khúc á là có rong á, nên nó màu xanh á, nhưng các bạn có thấy không? Nhìn gần chắc phóng lại cho các bạn xem. Bây giờ là cái thác này sẽ khai thác chung của mình và Trung Quốc nha các bạn. Ngày trước là sẽ là của nước Việt Nam, mà bây giờ là quản lý theo của hai nước luôn rồi. Lạnh á, bây giờ hiện tại là trời mưa nó nên hơi lạnh chút xíu. Cái bè là cái đó hả ta? Sau khi mà tham quan thác Bản Dốc về thì mình sẽ ăn cơm trưa nè các bạn. Đây cơm trưa của mình nè, có rau luộc nè, cải xào, cá này cá suối chiên giòn nè, đậu hũ, cá suối à, cá suối bắt bắt dưới suối lên á, đậu hũ luộc chắc bò xào. Rồi mời mọi người nha, để cái con cá xuống nha các bạn. Cá suối chiên giòn gụm luôn nè. Đúng hỏi không? Không có ăn cái đuôi nên chưa thấy xương. Cái chiên giòn á mình nhai luôn. Thịt nó ngọt lắm các bạn, mà được chiên giòn nữa. Ăn rất là thơm ngon luôn á. Canh rau các bạn, với lại bên kia là gà kho gừng. Gà kho gừng đó anh. Đây là sườn ôm lá mắc mực nè, lá mắc mực luôn. Có cái quả nữa đâu, nãy giờ không thấy cái quả. Đây cái quả mắc mực nè các bạn, hôm qua mình ăn thử là rất là ngon luôn á. Mình sang thử nha. Tối nha các bạn, tối nay mình ăn tối xong rồi ngày mai mình sẽ chuẩn bị cho một cái hành trình dài đi trên vượt đèo Mã Pí Lèn á. Đây là thịt vịt quay nè. Thịt kho, rau củ, luộc với lại cá suối mình đang dọn ra nữa nha các bạn. Mời mọi người nha. Cái món này mà người ta làm ngon lắm các bạn. Canh cua rau đay mà ở đây nấu ngon nữa các bạn. Đậu hũ thì chưa ăn, mình quán kia cũng ngon nữa. Quán này chưa ăn nhưng mà nhìn thấy cũng ngon. Ngoài này rau xào nè, rau xào này ngon các bạn. Có cái chén đó là đặc biệt á, là cà pháo á, pháo muối chua á.